theo Thông tấn xã Việt Nam, các tên lửa có tầm bắn 120 km của Iran khó có thể gây ra thách thức lớn cho Kiev, nhưng hầu hết các thành phố ở miền nam Ukraine sẽ gặp rủi ro. Theo tờ Kiev Post của Ukraine, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, sự can thiệp của các quốc gia bên ngoài đang khiến cho cuộc chiến này ngày càng trở nên phức tạp. Một trong những diễn biến mới nhất là việc Iran bị cáo buộc cung cấp tên lửa tầm ngắn phát 360 cho Nga, gây ra những lo ngại về tác động của loại vũ khí này đối với chiến sự ở Ukraine. Mặc dù tầm bắn của tên lửa này chỉ đạt 120 km, tức là ngắn hơn nhiều so với tên lửa Iskander của Nga, nhưng vẫn có thể gây ra những thách thức đáng kể cho các thành phố và khu vực phía nam của Ukraine. Phát 360 là tên lửa đất đối đất với tầm bắn tối đa 120 km và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 150 kg. Mặc dù so với các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Nga như Iskander, tầm bắn của phát 360 ngắn hơn nhiều, nhưng nó vẫn có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nếu được sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác. Theo Al Jazeera, độ chính xác của phát 360 là trong phạm vi 30m, làm cho nó trở thành một vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Đây cũng là lý do khiến nó thường được so sánh với hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, loại vũ khí đã được Ukraine sử dụng rất hiệu quả để chống lại các lực lượng Nga. Theo hãng tin AFP, EU ngày 9 tháng 9 cho biết các đồng minh của họ đã chia sẻ thông tin tình báo rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga và cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Tehran nếu việc giao hàng được xác nhận. Một nguồn tin từ tờ Sky News tiết lộ rằng Iran đã gửi khoảng 220 tên lửa phát 360 cho Nga và những tên lửa này đã khởi hành từ cảng Amirabad vào cuối tháng 8 vừa qua. Theo dự đoán của các chuyên gia, Nga có thể sẽ sử dụng loại tên lửa này trong các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu gần tiền tuyến, nơi chúng có thể phát huy tối đa hiệu quả. Với tầm bắn chỉ khoảng 120 km, tên lửa phát 360 của Iran sẽ không thể vươn tới thủ đô Kiev hoặc các khu vực phía tây của Ukraine nếu được phóng từ bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nhiều thành phố lớn và các mục tiêu quan trọng ở miền nam và đông Ukraine vẫn nằm trong tầm bắn. Đặc biệt, các thành phố như Kharkov và Sumy, cách biên giới với Nga khoảng 30 km, có nguy cơ bị tấn công nếu Nga triển khai tên lửa trên từ lãnh thổ của mình. Ngoài ra, nếu tên lửa được phóng từ các khu vực đang do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine, các thành phố lớn như Kherson, Zaporizhia, Mykolaiv, Kryvyi Rih và thậm chí cả phần phía nam của Dnipro cũng có thể trở thành mục tiêu. Điều này sẽ tạo ra những thách thức lớn cho cơ sở hạ tầng quan trọng và dân cư ở những khu vực này. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine, đặc biệt là các khu vực miền nam. Các cuộc không kích đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước và điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nếu tên lửa phát 360 được sử dụng trong những cuộc tấn công tương tự, tình hình ở miền nam Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi các cây cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác bị hủy hoại. Theo các phân tích của Mỹ và giới chuyên gia quốc phòng, mục tiêu của Nga khi sử dụng tên lửa phát 360 từ Iran là tập trung vào các mục tiêu gần tiền tuyến. Điều này sẽ giúp Moskva tiết kiệm các loại tên lửa tầm xa hơn cho những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine. Về phần mình, Iran đã phủ nhận các báo cáo rằng họ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, nói rằng Tehran không cung cấp hỗ trợ quân sự cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine. Cách tiếp cận cơ bản và đã tuyên bố của Iran liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine vẫn nhất quán và không thay đổi. Hãng thông tấn nhà nước Iran INA đưa tin, trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Nasser Kanani. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, gọi những tuyên bố về chuyển giao vũ khí như vậy là vô căn cứ. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm Moskva hợp tác với nhiều quốc gia theo đuổi lợi ích chung và các lực lượng vũ trang liên bang Nga có mọi thứ mà họ cần để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.